Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre, hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến khảo sát tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre bằng trực thăng, cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Quy hoạch tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Bến Tre có điểm đầu tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang, điểm cuối tại ranh giới tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh, đi qua ba con sông lớn gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, tạo nên tuyến vành đai kinh tế ven biển quan trọng của tiểu vùng Đông Bắc đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến đường có tổng chiều dài dự kiến 53 km, tổng vốn đầu tư hơn 28.500 tỷ đồng, bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn 1 2021-2025 và giai đoạn 2 sau năm 2025. Tuyến đường không chỉ có ý nghĩa kết nối liên vùng mà còn đóng vai trò rất quan trọng mở ra không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng.